từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập. Hồi ký tác giả Hoàng Đan, số 3. Trong gần một năm, chúng tôi chủ yếu hoạt động du kích, nhưng về sau cơ sở đã mạnh, du kích các xã trưởng thành, có thể độc lập chiến đấu. Chúng tôi cũng vài ba lần tập trung đại đội để đánh những trận tiêu diệt. Ngoài hai trận phục kích diệt trung đội địch, chúng tôi đã tổ chức được một trận diệt địch trong đồn. Tại vùng đồng bằng Triệu Phong, ngoài các đồn Tây, địch tổ chức được 4 đồn của lực lượng hương vệ. Mỗi đồn có lực lượng 20 đến 30 tên, được trang bị súng trường và lựu đạn. Chúng dựa vào nhà thờ làm công sự đề kháng. Xung quanh có bờ rào tre. Chúng tôi đặt kế hoạch đánh chiếm các đồn này, vì đánh được đồn, ngoài việc thu súng còn thu đạn. Đạn thời kỳ này đối với chúng tôi còn quan trọng hơn súng. Mỗi khẩu súng của đại đội tôi cũng như các đại đội khác chỉ có 15 đến 20 viên đạn. Tôi cũng không hiểu vì sao trong 2 năm 1947-1948, trung đoàn không nhận được gì từ khu 4 chuyển vào, mặc dù khu 4 có 3 tỉnh là vùng tự do. Tại chiến khu Ba Lòng, trung đoàn có một xưởng quân giới nhỏ. Xưởng sản xuất được lựu đạn, mìn, đạn cho súng trường, súng máy. Chỉ có thể nhồi thuốc nếu có vỏ đạn. Các đơn vị nạp bao nhiêu vỏ đạn thì được nhận bấy nhiêu viên đạn. Vì vậy đạn của chúng tôi càng ngày càng cạn dần. Đánh phục kích có thể cướp được súng, còn đạn không thu được bao nhiêu. Đáng tiếc, thời gian này ta chưa có kỹ thuật đặc công. Các trận kỳ tập của trung đoàn chủ yếu dựa vào nhân mối trong đồn địch. Rút kinh nghiệm trận Đông Hà, chúng tôi cho rằng có thể dùng commando để đánh. Chúng tôi đề nghị và được trung đoàn đồng ý tăng cường cho một tiểu đội commando 10 người. Qua điều tra, chúng tôi biết các đồn Tây thỉnh thoảng cũng có kiểm tra đột xuất các đồn hương vệ hoặc cùng chúng đi tuần tiễu. Để tạo bất ngờ, chúng tôi đặt kế hoạch trong một đêm phải diệt mấy đơn vị. Nếu không diệt được các đồn trong một đêm, hôm sau sẽ không dùng commando lừa chúng được nữa. Chúng tôi chủ trương đồn thứ nhất sẽ đến gọi chúng đi tuần và tước khí giới. Bắt đầu đồn thứ hai sẽ đánh chiếm để thu súng đạn. Nếu còn giữ được bí mật sẽ đánh tiếp đồn sau. Chúng tôi tổ chức lực lượng gọn nhẹ. Đi đầu là tiểu đội commando. Công khai đến bắt chúng mở cửa để vào đồn. Theo sau là một trung đội cũng mặc trang phục ngụy binh. Số quần áo này chúng tôi lột được của địch trong hai trận phục kích trước. Khi cách đồn địch 400 đến 500 mét, chúng tôi dùng đèn pin thỉnh thoảng bật lên để bọn trong đồn biết là quân của đồn Tây bên cạnh. Đến nơi, tiểu đội commando gọi mở cửa. Sau một lúc quan sát, chúng biết chắc là quân đội Pháp nên mở cửa. Vào đồn xong hỏi qua loa tình hình, chúng tôi lệnh cho chúng cử một tiểu đội cùng đi tuần tiễu. Ra cách đồn chừng 1 km, nơi đã hẹn trước với du kích địa phương, chúng tôi tước khí giới và bắt bọn lính hương vệ làm tù binh cho du kích. Tiếp tục đi sang đồn thứ hai. Vẫn phương pháp trên, chúng tôi vào đồn dễ dàng. Vừa vào hết trong đồn, chúng tôi gọi tên chỉ huy. Có tin đồn này bán súng cho Việt Minh, đồn trưởng cho tập trung súng lại để kiểm tra. Chúng tôi chưa biết súng sẽ thiếu, ngoài một số tên ngủ ở trong nhà mang súng về. Kiểm tra súng 26 khẩu, nhưng chỉ có 20. Chúng tôi nói, không phát súng đồn này nữa, tất cả khiêng súng lên đồn Tây. Chúng buộc lòng phải khiêng đi. Ngoài 20 khẩu súng, chúng tôi thu được gần 1 vạn viên đạn súng trường. Ra tới điểm hẹn, chúng tôi thu súng đạn và bắt tất cả làm tù binh. Tiếp tục sang đồn thứ ba. Chưa đến nơi, chúng tôi nghe nhà thờ kéo chuông báo động ầm ĩ. Biết là đã bị lộ, chúng tôi cho tiểu đội commando
trước sáng vượt đường số 1 về căn cứ. Bộ đội phân tán về các xã như ngày thường. Sau này chúng tôi được biết, trong lúc dân quân dẫn tù binh về căn cứ, một tên chạy thoát quay về nhà thờ kéo chuông báo động. Nếu việc đó không xảy ra, thì chúng tôi ít nhất sẽ chiếm được một đồn nữa và lượm đủ 50 khẩu súng như kế hoạch đề ra. Mối tình đầu. Khi thôi làm nhiệm vụ đại đội độc lập, tôi được tỉnh ủy Quảng Trị chỉ định tham gia huyện ủy. Các anh trong huyện ủy cũng quý tôi, do đại đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phong trào, xây dựng được lực lượng dân quân mạnh, thỉnh thoảng đánh thắng một trận tiêu diệt gọn. Bọn địch phải co lại trong đồn, chỉ đi càn quét khi tập trung được lực lượng lớn. Đại đội được nhân dân mến. Đi đâu họ cũng gọi bộ đội ông Đan, mặc dù lúc này tôi mới 20 tuổi. Gọi ông là để tôn trọng, không căn cứ vào tuổi tác. Các anh ở huyện gợi ý, muốn giới thiệu cho tôi một cô gái ở Triệu Phong. Tôi nói đồng ý, có người yêu, cuộc sống cũng ấm áp hơn. Nhưng trước hết cho tôi tìm hiểu đã. Các anh giới thiệu cho tôi cô Kiệm, bí thư phụ nữ xã, có bố là chủ tịch mặt trận Liên Việt xã. Tôi đến nhà cô Kiệm với danh nghĩa người chỉ huy bộ đội đến thăm cán bộ địa phương, vừa là bộ đội đến thăm nhà dân. Các anh ở huyện ủy cũng đã nói cho gia đình biết trước. Sau một vài lần đến chơi, cô Kiệm và gia đình mến tôi. Còn tôi cũng bị tiếng gọi của tình yêu khiến trái tim thổn thức. Tôi chính thức đặt vấn đề với cô Kiệm, cô đồng ý. Tôi cùng đồng chí cấp bí thư huyện đến thưa chuyện với gia đình. Gia đình vui vẻ nhận lời. Từ đó tôi thường xuyên đến nhà chơi với tư cách là con rể tương lai. Bố cô Kiệm là giáo viên nhưng lại là một địa chủ loại khá lớn. Vì ông nội trước đây là tri phủ. Cụ ông mất nhưng cụ bà vẫn còn. Việc một số lớn địa chủ không chỉ ở trong vùng tự do mà ngay vùng địch hậu cũng tham gia kháng chiến, nói lên sự thành công của chính sách đại đoàn kết của đảng ta. Tuy cũng vì lợi ích của gia đình, nhưng phải thừa nhận dòng máu dân tộc cũng ít nhiều chảy trong họ. Họ cũng thực sự mong cho nước nhà độc lập. Tuy gia đình, nhất là bà cụ, còn phong kiến, nhưng đối với tôi cũng thông cảm. Mỗi lúc đến nhà, sau khi hỏi thăm sức khỏe của cụ bà, chào bố mẹ cô Kiệm, tôi được tự do vào gặp riêng cô Kiệm nói chuyện. Nam nữ thời đó khác hẳn nam nữ bây giờ. Tuy chúng tôi đã thực sự yêu nhau, nhưng cũng chỉ cầm tay nhau để nói chuyện. Việc gần gũi nhất là nụ hôn khi đến và khi về. Chúng tôi cùng thống nhất với nhau chỉ chung sống sau khi đất nước đã có hòa bình. Cuối năm 1949, tôi được lệnh điều động về quân khu để nhận công tác mới. Buổi chia tay cô hơi buồn, nhưng cùng hứa sẽ chờ đợi và thường xuyên viết thư cho nhau. Từ quân khu về nhận công tác ở Trung đoàn 57 Nghệ An, chúng tôi thường xuyên thư từ cho nhau. Nhưng từ khi Trung đoàn 57 nằm trong đội hình Đại đoàn 304 đi hết chiến trường này sang chiến trường khác, thì chúng tôi rất ít khi nhận được thư từ của nhau. Đồng chí Nhị, nguyên là trung đội trưởng của đại đội tôi ở Quảng Trị, viết thư cho tôi biết, cô Kiệm nói đời con gái có thì, anh Đan ra ngoài đó biết bao giờ gặp nhau. Hơn nữa, thanh niên xa người yêu lâu, ít hy vọng gặp nhau, biết đâu anh chẳng có người yêu khác. Tuy nói vậy, nhưng cô cũng không dám đi lấy chồng. Dẫu sao, gia đình và địa phương đã thừa nhận cô là vợ chưa cưới của tôi. Vì vậy, nếu xét không trở lại được chị Thiên, thì anh nên viết thư nói thế nào đó để cô Kiệm được tự do. Ra ngoài này được học tập, tôi biết cuộc kháng chiến còn lâu dài. Tuy vẫn thương yêu cô, nhưng tôi cũng nhận thấy đời con gái có thì không thể chờ nhau, không biết bao giờ gặp nhau được. Vì vậy tôi đã viết thư để cô ấy có thể đi lấy chồng. Nhận được thư tôi,
cô có lý do để nói tôi không kiên trì chờ đợi, nên cô buộc phải đi lấy chồng. Mãi đến năm 1965, tức 15 năm sau, chúng tôi mới gặp lại nhau khi cô sơ tán ra Nghệ An với các con. Chồng cô là trưởng ty giáo dục khu Vĩnh Linh nên phải ở lại bám trụ công tác. Sau khi hỏi thăm tình hình gia đình của nhau, câu chuyện đầu tiên cô đề cập là vì sao yêu nhau mà không chờ đợi. Lý lẽ của cô đều có lý, nhưng thực ra cô không hiểu hoàn cảnh của tôi. Cô cho chỉ tại tôi, tại sao tôi lại rời khỏi chiến trường Trị Thiên để ra Bắc? Tại sao ra rồi không trở lại? Cô nói, ở đâu không có quân đội, ở đâu không có đất để chiến đấu? Một điều cô không rõ là người lính không thể hành động theo ý mình. Quân lệnh như sơn, người lính bắt buộc phải hành động theo mệnh lệnh của cấp trên. Chúng tôi coi nhau như anh em. Nhiều người cho rằng chuyển tình yêu sang tình anh em không đơn giản. Riêng chúng tôi vẫn giữ được tình anh em hoàn toàn trong sáng. Vợ tôi cũng đã vào thăm gia đình cô. Con trai đầu của tôi gửi học ở gia đình cô 2 năm. Các con cô đều gọi tôi bằng cậu. Ở miền Trung, anh mẹ hay em mẹ đều được gọi là cậu. Con gái đầu của cô thời gian học đại học ở Hà Nội, chủ nhật về nghỉ ở gia đình tôi và thực sự coi gia đình tôi như gia đình của họ hàng. Ở tiểu đoàn 310, giữa năm 1949, đại đội tôi thôi làm nhiệm vụ độc lập, trở về đội hình của tiểu đoàn 310. Tôi được chỉ định làm quyền tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 310, thay đồng chí Nguyễn Yên Phú đau yếu phải đi chữa bệnh dài hạn. Sau một thời gian củng cố, chúng tôi được tham gia một trận đánh vào loại lớn không chỉ ở Trị Thiên mà cả ở toàn quốc thời đó. Lực lượng chiến đấu gồm 3 tiểu đoàn do đồng chí Lê Bá Vận, trung đoàn phó trung đoàn 95 trực tiếp chỉ huy. Ngoài tiểu đoàn 310 của chúng tôi lúc này nằm trong đội hình trung đoàn 95 và tiểu đoàn 27 trung đoàn 101, còn có tiểu đoàn 14. Chủ trương tác chiến dùng tiểu đoàn 310 đánh cứ điểm Lưu Diễm, hai tiểu đoàn 14 và 27 đánh viện binh địch. Cứ điểm có một đại đội ngụy nằm cách căn cứ lớn của địch ở Mỹ Chánh 6 đến 7 cây. Thời gian đó, trang bị của trung đoàn chưa có các loại súng để diệt công sự địch, nên chúng tôi phải tìm cách khác để diệt đồn. Có thể gọi là sáng kiến cũng được. Cái chính là biết suy nghĩ để tìm cách diệt địch. Chúng tôi chủ trương dùng mấy trăm bó rơm dầm nước, mỗi bó đường kính 0,5 mét và chiều dài 1 mét, xếp thành một bức tường dày 2 mét, cao 2 mét, rộng hơn 20 mét. Bộ đội đứng phía sau bức tường cứ vứt các bó rơm lên phía trước để đẩy bức tường vào sát địch, vượt qua cả các vật cản của chúng. Suốt đêm, bức tường di chuyển lên 20 mét, còn cách địch 40 đến 50 mét. Nếu cách địch 20 mét, thì chúng tôi có thể dựa vào tường rơm để ném lựu đạn và bắn súng vào đồn. Tường xung quanh đồn địch chỉ cao 1 mét rưỡi. Cuối trận đánh, theo lệnh của trung đoàn, chúng tôi để lại một đại đội tiếp tục vây đồn, dùng hai đại đội còn lại làm nhiệm vụ chặn đầu quân địch. Trận đánh chuyển từ công đồn diệt viện sang vây đồn diệt viện. Mấy ngày sau, địch bắt đầu mở cuộc hành quân lớn với một tiểu đoàn Âu Phi do thiếu tá Đầu Quanh Tê trực tiếp chỉ huy. Một đại đội pháo 105 ly ở căn cứ Mỹ Chánh trực tiếp chi viện. Sau này, Đầu Quanh Tê bị bắt. Y cho biết, cấp trên thông báo lực lượng đối phương ở đây chỉ có tiểu đoàn là tiểu đoàn 310. Chúng không biết tiểu đoàn 14 ở Bắc Quảng Trị được điều vào và tiểu đoàn 27 ở Thừa Thiên được điều ra. Hơn nữa, thời đó chúng cũng cho rằng ta chỉ dám đưa cỡ tiểu đoàn chứ chưa thể đưa một trung đoàn đầy đủ về đồng bằng. Tiểu đoàn địch vượt khỏi khu vực phục kích của các tiểu đoàn 27 và 14 an toàn. Gặp tiểu đoàn 310,
De Pointe cho một đại đội chặn đầu và một đại đội đánh vào cạnh sườn. De Pointe chỉ để một trung đội kiềm chế ta ở chính diện, còn tập trung phần lớn ở tiểu đoàn bằng hai gọng kìm từ hai phía, bao vây tiêu diệt đại đội của ta đang vận động ra. Trong lúc hai bên giao chiến, tiểu đoàn 27 và tiểu đoàn 14 đồng loạt xuất kích, kết hợp tiến công cạnh sườn và khóa dưới. Bị đánh tứ phía, địch rối loạn đội hình, xô nhau chạy. De Pointe và một số sĩ quan binh lính khác bị bắt làm tù binh. Một số bị chết ngay tại trận, số còn lại bằng các đường và mọi cách khác nhau chạy thoát về Mỹ Chánh. Kết quả, ta diệt và bắt hơn 200 tên, diệt hai xe bọc thép và một số xe ô tô, thu được nhiều súng đạn. Đêm đó chúng tôi rút lên núi, các tiểu đoàn hành quân về căn cứ của mình, kết thúc một trận thắng lớn. Đến đây, tôi muốn nói một đôi lời về đồng chí Lê Bá Vận, người chỉ huy trận đánh. Đồng chí Lê Bá Vận xuất thân là hạ sĩ quan quân Pháp. Ở đồng chí nổi trội về tinh thần dũng cảm chiến đấu và luôn tìm cách diệt địch. Từ một cán bộ tiểu đoàn, ngay trong kháng chiến chống Pháp, đồng chí đã được bổ nhiệm đến tư lệnh phó phân khu Bình Trị Thiên. Dù cương vị nào, hễ có đơn vị thuộc quyền đi chiến đấu là đồng chí cùng đi. Khi tôi làm đại đội trưởng, đồng chí là trung đoàn phó, nhưng hầu hết các trận đánh tập trung đại đội, đồng chí đều có mặt. Có đồng chí nói Lê Bá Vận hay đánh ẩu, đó là những người ở xa hoặc ghen tuông với tiếng tăm của đồng chí. Chúng tôi là cấp dưới trực tiếp, chúng tôi chỉ sợ cấp trên cứ ra lệnh đánh nhưng bản thân mình không trực tiếp. Còn trường hợp cấp trên đi cùng đơn vị thì không có chuyện đánh ẩu. Nếu đánh ẩu, bộ đội hy sinh, bản thân đồng chí đó trong đội hình chiến đấu cũng rất dễ hy sinh. Đồng chí luôn luôn tìm cách diệt địch. Ngồi với đồng chí, nói chuyện gì thì nói, nhưng câu chuyện cuối cùng là chuyện đồng chí nói sắp tới sẽ đánh giặc ở đâu. Đồng chí quan niệm có khẩu súng và cái xẻng trong tay thì kẻ địch nào ta cũng tìm cách đánh được. Không đánh to thì đánh nhỏ, không đánh ban ngày thì đánh ban đêm. Một vài trận do đồng chí chỉ huy tôi kể trên cũng đã phần nào nói lên tinh thần đó. Năm 1947, đồng chí đã dám tập trung tiểu đoàn để đánh trận Do Linh. Năm 1949, đã tập trung đầy đủ một trung đoàn về đánh đồng bằng lưu đêm ở Mỹ Chánh. Tôi xin kể thêm một trận đánh nhỏ nữa để chứng minh đồng chí luôn nghĩ cách để đánh địch. Lúc ở Triệu Phong, bọn địch ở các cứ điểm trên đường 1 ban đêm hay ra tuần tiễu dọc sông Thạch Hãn để chặn đánh bộ đội và cán bộ, lợi dụng đêm tối để vượt sông và vượt đường số 1. Đồng chí lệnh cho tôi đưa đại đội đi phục kích bọn địch. 2-3 đêm tôi đều vồ hụt. Chúng tôi phục kích đường này thì chúng đi đường khác. Sau khi nghe tôi báo cáo, đồng chí cười và nói: đêm nay mình sẽ đi với cậu và nhất định sẽ gặp địch. Đồng chí chủ trương trên 30 đường địch có thể đi, ta tập kết đại đội ở giữa, giải trinh sát theo dõi địch trên cả 30. Phát hiện địch đi trục nào thì vận động đến đánh địch theo trục đó. Đêm đó chúng tôi đã đánh được địch. Đánh theo cách này, tức là không phục kích sát đường, khó diệt gọn. Nhưng đồng chí nói, đánh cho chúng không dám đi phục kích đêm, để ta đi lại dễ dàng. Với mục đích như vậy, chúng tôi đã đạt kết quả. Rất tiếc, đồng chí đã hy sinh sớm. Lúc đi nghiên cứu để đánh địch ở Nam Đông, mặc dầu là tư lệnh phó phân khu, đồng chí cũng đi trinh sát nắm địch như một cán bộ đại đội. Đồng chí đã vướng mìn địch và hy sinh. 45 năm sau, nhìn lại những năm đầu cuộc kháng chiến ở chiến trường Bình Trị Thiên. Từ ngày đó và sau này, nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp cũng như các nhà văn thường dùng cụm từ
Bình Trị Thiên gian khổ và anh dũng. Cụm từ đó nói lên Bình Trị Thiên là một trong những chiến trường bị địch đàn áp dữ dội nhất. Nhưng quân dân Bình Trị Thiên đã chiến đấu đặc biệt anh dũng, diệt địch, cầm chân địch để phối hợp với chiến trường toàn quốc giữ vững phong trào suốt cả cuộc chiến tranh. Nói gian khổ, tôi không biết có đâu gian khổ hơn. Nghe nói, ba tỉnh cực Nam Trung Bộ cũng gian khổ như vậy. Bình Trị Thiên vốn dĩ là ba tỉnh nghèo, lại chiến tranh liên miên. Vì vậy, gian khổ đầu tiên là ăn, mặc và chữa bệnh. Trong hai năm 1947-1948, quân dân Bình Trị Thiên phải hoàn toàn tự lực cánh sinh, tất nhiên còn do sự chỉ đạo của quân khu. Tôi nghĩ thời gian đó, quân khu và khu ủy hoàn toàn có khả năng mở con đường mòn phía Tây để chi viện cho Bình Trị Thiên, như sau này ta có đường mòn Hồ Chí Minh. Nhưng việc đó đã không có, vì vậy quân dân Bình Trị Thiên thiếu thốn đủ thứ. Quân đội ăn mặc hoàn toàn dựa vào dân. Dân thiếu ăn, thiếu mặc, nên quân đội cũng thiếu ăn, thiếu mặc. Thời đó, lúc nào một ngày có một lon gạo 250 gram là đã được gọi là no. Để đề phòng địch đốt nên thóc gạo đều chôn xuống đất. Khi nào đưa lên làm thành gạo, thành cơm để ăn, cứ ngửi thấy mùi thum thủm. Đồng bào Bình Trị Thiên cũng có tập quán trồng sắn, nhưng bị địch tàn phá liên miên nên sắn cũng không có nhiều. Tóm lại, hai năm 1947-1948, chúng tôi đối đầu với nạn đói quanh năm. Về mặc càng tệ hại, hai năm vẫn hai bộ quần áo ấy, vải ở đâu để may, tiền ở đâu để mua vải. Do quần áo rách vá, giặt lại không xà phòng nên cũng là một tai họa. Có lúc bộ đội hầu hết bị lở và sâu quảng, một loại lở loét ở thân mình, chủ yếu ở chân, to bằng đồng xu, rất khó chữa. Thuốc men hầu như không có gì ngoài các loại thuốc cấp cứu. Sốt rét khắp mặt không từ một ai, nhưng thuốc rét ký ninh rất hiếm, chúng tôi phải hòa ký ninh với nước lạnh để uống. Lúc bị thương mới thật nguy nan. Trung đoàn ở Ba Lòng cũng có một ban quân y với một bác sĩ, nhưng bị thương nặng khiêng lên trung đoàn mất 5-7 ngày, thật khó sống sót. Bị thương nhẹ thì cũng không tiện đưa lên trung đoàn vì mất quá nhiều sức. Vì vậy, ở những địa bàn xa như Vĩnh Linh, tôi ở đó một năm, thương nặng hay thương nhẹ đều do y tá đại đội giải quyết. Bị thương phần mềm thì băng cầm máu, sau đó quấn cao thầy đẹo. Thầy đẹo tôi quen từ hồi ở sông Đà, làm thuốc đông y nổi tiếng là cao sản, dùng cho phụ nữ khi sinh. Ban đầu kháng chiến tản cư ra Vĩnh Linh, sau này hình như thầy ra Thanh Nghệ Tĩnh, tôi không còn được tin. Bị thương vào sọ não, phổi, đứt ruột thì cầm chắc cái chết. Gãy chân, gãy tay thì trước hết bó nẹp bằng tre, bọc xôi và xương gà. Nếu phải cưa thì không có thuốc mê. Nghe nói trên trung đoàn cũng không có thuốc mê. Nhân dân thiếu thuốc men như bộ đội, lại còn bị địch khủng bố. Hầu như ngày nào địch không khủng bố nơi này thì nơi khác. Địch bắn giết, đốt nhà, đốt lương thực, hãm hiếp, phá hoại mùa màng. Tôi thực sự khó xử khi một bà mẹ đưa con gái yêu cầu cho con gái theo bộ đội lên căn cứ. Tôi giải thích bộ đội toàn là con trai, trong đại đội có con gái không tiện chút nào. Bà mẹ nói có gì bộ đội lo còn hơn bị Tây hãm hiếp. Tôi phải an ủi bà mẹ và nói sẽ liên hệ với hội phụ nữ xem họ có nhận không. Sau này tôi không gặp lại hai mẹ con, không biết số phận họ ra sao. Tuy thực sự gian khổ, nhưng quân và dân Bình Trị Thiên đã chiến đấu cực kỳ anh dũng ngay từ những ngày đầu kháng chiến. Muốn đánh địch, phải quyết đánh và phải biết đánh. Chủ yếu
là dựa vào tinh thần quyết đánh, còn biết đánh là chuyện về sau. Lúc đầu chỉ là chuyện địch đánh ta thì ta đánh lại. Ngày nay nhìn lại, tôi cũng tìm hiểu để biết sâu hơn và cũng có lý lẽ để giải thích cho con cháu, cho lớp đàn em sau này. Tôi cho tinh thần chiến đấu là tinh thần dân tộc quyết không chịu làm nô lệ, được hun đúc từ nghìn năm lịch sử, và đảng ta nâng cao thêm một bước trong thời đại Hồ Chí Minh. Trước khởi nghĩa tháng 8, Bình Trị Thiên cũng như Nghệ An chúng tôi, số đảng viên không nhiều, nhân dân cũng chưa có điều kiện giác ngộ dân tộc. Họ biết khổ là do Tây, nay cần đuổi Tây để tự do hạnh phúc. Thực tế các quân nhân cũng như một số người đều được biết địa chủ Việt Nam bóc lột, nhưng cũng do có thằng Tây đứng đằng sau. Nếu không có thằng Tây thì quan lại địa chủ đừng hòng đàn áp họ. Qua các cuộc khởi nghĩa của phong trào của các văn thân, sĩ phu và đặc biệt qua Xô Viết Nghệ Tĩnh, mọi người đều hiểu biết rằng nếu không có Tây thì họ lật đổ thiểu số quan lại và địa chủ chẳng khó khăn gì. Với tinh thần yêu nước, họ đã vùng lên khởi nghĩa giành độc lập. Nay độc lập rồi, thằng Tây quay lại bắn giết đàn áp họ như nhiều lần trước đây, nên họ quyết diệt Tây. Thời kỳ đó, ta chưa đưa ra khẩu hiệu người cày có ruộng, đánh đổ giai cấp địa chủ, nhưng tinh thần chiến đấu thì không kém thời kỳ nào. Có đồng chí nói, như năm 1953, ta bắt đầu thực hiện cải cách ruộng đất, nên tinh thần bộ đội lên cao mới có một Điện Biên chấn động địa cầu. Điều đó đúng, cũng phải nói rằng tinh thần chiến đấu của quân dân ta ở Bình Trị Thiên những năm đầu kháng chiến không kém bất kỳ nơi nào, kể cả thời kỳ ở Điện Biên Phủ. Hồ Chủ tịch đã nói, không có gì quý hơn độc lập tự do. Không có gì quý hơn độc lập tự do chính là năng lượng chủ yếu làm bùng lên tinh thần chiến đấu của quân dân ta trong bất kể thời kỳ nào. Chống áp bức bóc lột của giai cấp địa chủ, tư sản mại bản cũng là tinh thần chiến đấu. Nhưng những năm đầu chiến đấu và sau này nữa, người nào cũng nghĩ hy sinh đây là hy sinh cho độc lập dân tộc. Ngay những đảng viên cũng phải hy sinh để đánh đổ giai cấp bóc lột. Đây là tinh thần Việt Nam. Nói quyết đánh cũng không thể không nói đến biết đánh. Đó là khi địch mạnh ta yếu, phải lấy đánh địch làm chính. Đánh vận động thì lấy phục kích làm chủ yếu. Đánh thành là hạ sách. Xây dựng căn cứ, xây dựng chiến khu ngay trong lòng địch, sau lưng địch. Cùng quân dân Bình Trị Thiên những ngày đầu kháng chiến, sau này chống Mỹ, tôi cũng chủ yếu chiến đấu ở Bình Trị Thiên. Vì vậy, tôi luôn coi Bình Trị Thiên là quê hương thứ hai của mình. Lòng tôi ngay cả ngày nay vẫn luôn hướng về Bình Trị Thiên, mừng cùng mừng với họ, lo cùng lo với họ. Xin mãi chúc cho nhân dân Bình Trị Thiên nhanh chóng phát triển kinh tế mạnh giàu, để không phụ lòng những người đã mất, đã đổ máu để có độc lập tự do ngày nay. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.